Nghe chú Quy nói, luật sư Điền cưới hai lần đều không thành. Trùng hợp, cô ấy lại nổi tiếng, giỏi về những vụ ly hôn. Có nhiều người gom hai chuyện này vào mà nói cô ấy không thích hợp làm luật sư chứng hôn, vừa mới kết hôn, sau đó sẽ ly hôn liền. Có lẽ vì chuyện đó... Có liên quan gì đâu? Không phải đâu. Tuy một số người nói mình không mê tín, nhưng một khi đụng tới chuyện đại sự, ai cũng phải kiêng kỵ hết. Giống như tôi nè, làm luật sư chứng hôn xuất sắc như vậy phải hy sinh nhiều lắm. Tôi đâu dám nhận mấy vụ ly hôn đâu. Không biết tôi pha ly cà phê cho luật sư Điền, cô ấy có thấy đỡ hơn không? Hay là pha trà? Thôi khỏi đi. Vào những lúc này tuyệt đối đừng dây vào luật sư Điền. Ý, luật sư Hồng, sẽ nói đổi phòng rồi sẽ có nhiều khách mà. Bây giờ anh không tốt hả? Với lại tôi đã nói rồi, phòng luật sư Điền phải nhận nhiều vụ ly hôn nữa. Sao tự nhiên nhận làm người chứng hôn chi? Không biết tâm trạng của luật sư Điền khi nào mới đỡ hơn. Đợi cô ấy mở rèm lên, hai người cứ làm việc bình thường, chút nữa cô ấy sẽ ổn thôi. Dạ rồi. Vậy tôi đi làm việc trước. Nè, không phải tôi nói hai người khoan làm đã, tán gẫu thêm chút cũng được mà. Xin lỗi Hậu gia, tôi thay mặt ba tôi xin lỗi cô với chú Phi Vân nha. Còn nữa, xin lỗi cô nha, không nhờ cô giúp tôi làm người chứng hôn được rồi. Nhưng tại ba tôi thương tôi, lo cho tôi nên mới vậy thôi. Hy vọng cô hiểu cho tôi. Hồi hộp lắm hả? Thoải mái đi. Cô á, là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng gặp đó. Hồi nãy, lúc ở ngoài tôi thấy chú rể hồi hộp tới nỗi cứ cười miết. Nhìn hai người đúng là xứng đôi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Lái xe đi. Cô bị sao vậy? Hôm nay cô đám cưới đó. Tôi không cưới nữa, mau lái xe đi. Vậy cô muốn đi đâu? Anh đi đâu tôi theo đó. Cô lại không cưới nữa hả? Lái xe đi. Cô muốn đi đâu? Anh đi đâu tôi theo đó. Đi đâu vậy? Anh kêu Alex lấy bị hồ sơ này cho anh, sẵn tiện thôi. Cảm ơn. Cô làm gì vậy? Cô muốn đi đâu vậy? Anh đi đâu tôi theo đó. Ờ. Anh không hiểu đâu. Hôm qua xảy ra chuyện lớn ở Từ Đường, ba tôi như bị Hoàng Phi Hồng nhập vậy, đánh nhau sung quá trời. Chú Phi Vân đỉnh thật đó, và vẫn còn sung. Anh vẫn còn cười được hả? Cười cười đồ qua thôi. Cô làm ơn đi, đừng cãi lộn với ba cô nữa. Cãi đi cãi lại cũng là chuyện đó thôi. Thì đó, tôi hai lần cưới không thành làm ba tôi mất mặt. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, ông vẫn không chấp nhận được, cứ ngại miệng lưỡi người đời. Mỗi khi không vui lại chửi. Tôi có thể quay mặt bỏ đi chứ, nhưng một mình má tôi phải chịu trận. Cô cứ im lặng không đáp trả thì không có chuyện cãi lộn nữa. Cô không chọc tức chú Phi Vân thì dì Xuân Ba đỡ phải chịu trận. Biết vậy không lên xe anh để bị anh càm ràm.
Không có tôi cũng có nước uống hả? Tôi bận việc nhiều lắm, phải về là hết đó. Vậy thì anh làm việc đi. Chở cô về cũng còn được, về thôi. Tôi muốn ở lại thêm nữa, anh về đi. Để tùy cô thôi. Nè, túi xách. Nè, không uống nữa. Nè, về được. Quán có sang cỡ nào cũng không bằng những quán này. Tôi nhớ lần đầu tiên tới đây á là do chú Thiên dẫn tới, và Cây Gia nữa, cũng nhiều năm rồi. Tôi ủng hộ quán ăn này tính ra chắc cũng hơn 40 năm. Năm xưa cùng các anh em hay cái tiệm massage, bây giờ bọn tôi đang xếp hàng vào viện dưỡng lão. Chú Thiên à, viện dưỡng lão của chú như khách sạn năm sao gì đó, rạp chiếu phim mini cũng có, xịn quá trời. Xịn cái gì thì cũng là viện dưỡng lão. Sợ nhất là đồ ăn trong đó không hợp khẩu vị gì hết. Khi nào muốn ăn thì cái gì gọi cho tôi, để tôi có cơ hội được mời chú ăn. Sau khi cậu giúp tôi soạn xong bản di chúc, chắc là cũng không còn ủng hộ cậu được gì. Nè, tốt nhất á, là chú giới thiệu những bạn già trong viện dưỡng lão của chú cho tôi biết đi. Gần đây tình hình của văn phòng luật cần tìm theo nguồn khách đó. Được, sáng mai cậu ghé viện dưỡng lão, tôi giới thiệu mấy bạn già cho cậu. Cảm ơn chú Thiên. Khi nào mới chịu trả tiền đây? Uống ly đã. Nè nè, đổ rượu cho đại ca đi. Chuyện nhỏ thôi, uống đi. Tao kêu mày trả tiền. Trả cái đậu mày. Vậy là không có gì để nói rồi. Nói thằng cha mày á. Chờ tôi Kim. Cậu là Tony hả? Tới sớm đó. Cậu hẹn với thằng nhóc này hả? Chị bác sĩ giới thiệu hắn vào văn phòng luật làm. Ồ. Chào chú Thiên. Chào Trợ tới Kim. Cậu có biết chú Thiên hả? Ngoài xã hội sao không biết chú Thiên được chứ? Từ lúc tôi ra xã hội làm, chú Thiên đã rửa tay gác kiếm, nghỉ hưu hưởng phúc. Nhưng mà chú Thiên là đại ca của những đại ca. Tôi, vua tăng ca tiệt quyền đạo của đường Tân Điền Địa, Tony, vẫn luôn và mãi mãi kính trọng chú Thiên mà. Bây giờ không thịnh các băng nhóm xã hội nữa, cậu cố gắng học hỏi thêm Trợ tá Kim, có biết không? Dạ rõ. Nhưng mà hình như Trợ tá Kim chưa nói tuyển tôi.